Chiều ngày 29 tháng 5, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban dân huyện và các phòng ban đơn vị địa phương liên quan. Trực tiếp gặp gỡ trao đổi với một số hộ dân chưa nhất trí với phương án hỗ trợ bồi thường, bố trí tái định cư tại hai xã Tân Dương và Dương Quan. Đồng chí Phạm Văn Lập ghi nhận các ý kiến kiến nghị của các hộ dân và chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan trả lời ngay các kiến nghị, đồng thời đề nghị các hộ dân tiếp tục cung cấp giấy tờ căn cứ pháp lý liên quan đến diện tích đất đang sử dụng cho phòng ban chức năng của huyện để làm cơ sở xem xét giải quyết. Cũng trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của các hộ dân, đồng chí Phạm Văn Lập đề nghị Ủy ban dân huyện chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan rà soát lại ý kiến của 3 hộ dân nói riêng và một số hộ dân khác trong dự án còn kiến nghị về giải phóng mặt bằng để xem xét giải quyết theo hướng vận dụng tối đa cơ chế chính sách theo quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân. Đồng chí Bí thư Huyện ủy giao các phòng ban đơn vị liên quan hoàn thành trả lời kiến nghị của các hộ dân trước ngày 5 tháng 6 tới. Trường hợp kiến nghị vượt thẩm quyền của huyện cần sớm báo cáo thành phố để chỉ đạo giải quyết. Đối với các hộ dân sau khi xem xét trả lời các ý kiến kiến nghị và đã áp dụng tối đa các cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ nhưng tiếp tục không đồng thuận, đề nghị Ủy ban dân huyện hoàn thiện các thủ tục hồ sơ báo cáo thành phố áp dụng biện pháp thu hồi đất mạnh hơn theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm tra khu tái định cư dự án Bắc Sông Cấm giai đoạn 2 tại thôn Áp Tràm và thôn Thầu Đâu, xã Dương Quan, đồng chí Phạm Văn Lập đánh giá cao các phòng ban của huyện, chính quyền địa phương, ban quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư một cách đồng bộ hiện đại. Đồng chí đề nghị ban quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố đảm bảo đấu nối điện, nước đáp ứng tốt nhất nhu cầu các hộ dân khi xây nhà tại khu tái định cư.